tìm thấy báu vật gây chấn động, có thể viết lại lịch sử Trung Quốc. Các báu vật mới được tìm thấy ở Tứ Xuyên cho thấy dấu vết của một nền văn minh cổ đại chưa từng được biết đến, có khả năng viết lại lịch sử Trung Quốc. Các cổ vật được tìm thấy tại di chỉ khảo cổ Tam Tinh Đôi ở thị trấn Quảng Nguyên, Tứ Xuyên. Nhà chức trách Trung Quốc xác nhận trong cuộc họp báo hôm ngày 20 tháng 3, South China Morning Post đưa tin. Các quan chức và nhà nghiên cứu tin rằng các cổ vật này thuộc về một nền văn minh có trình độ phát triển cao, đã tồn tại trong hàng nghìn năm, nhưng đến nay chưa được ghi nhận trong lịch sử. Một trong các cổ vật đáng chú ý là chiếc mặt nạ bằng vàng. Đây có thể là đồ vật được các tu sĩ sử dụng trong nghi lễ tôn giáo. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy một số cổ vật bằng đồng lớn và lâu đời nhất thế giới tại di chỉ Tam Tinh Đôi, trong đó có cây sự sống cao tới 4 mét. Những cổ vật mới được khai quật là bằng chứng về một nền văn minh bí ẩn, có nền kinh tế thịnh vượng và công nghệ tiên tiến từng tồn tại. Trung Quốc bắt đầu khai quật quy mô lớn ở di chỉ Tam Tinh Đôi từ năm 2019. Đến nay, nước này đã tìm thấy hơn 500 đồ tạo tác được làm từ vàng, đồng, ngọc bích, ngà voi, có niên đại hơn 3.000 năm. Cổ vật ở Tứ Xuyên không có mối liên hệ với nền văn hóa sau này của Trung Quốc. Các nhà khảo cổ đến nay cũng chưa giải mã được các ký hiệu có trên cổ vật. Chất lượng và độ tinh xảo của các cổ vật này vượt xa đồ tạo tác chế tạo cùng thời ở những khu vực khác tại Trung Quốc, kể cả ở vùng Trung Nguyên, cái nôi của triều đại nhà Thương quanh đồng bằng sông Hoàng Hà. Trung Nguyên từ lâu được cho là trung tâm của nền văn minh Trung Quốc với trình độ phát triển cao hơn so với các khu vực lân cận bị coi là man di. Tuy nhiên, các phát hiện mới ở Tam Tinh Đôi cho thấy nền văn minh Trung Quốc phức tạp hơn nhiều so với những gì đã được biết và có khả năng sẽ bị viết lại. Trao Cung Cang, nhà khảo cổ học tại Đại học Tây Bắc, Tây An cho biết, các đồ tạo tác ở Tam Tinh Đôi là phát hiện gây chấn động. Không những vậy, một số đồ tạo tác tương tự được tìm thấy ở vùng quanh sông Trường Giang và các nước Đông Nam Á. Điều này cho thấy nền văn minh bí ẩn đã tham gia giao thương với nhiều khu vực khác. Tứ Xuyên nằm tại khu vực lòng chảo màu mỡ, tách biệt với phần còn lại của Trung Quốc bởi các rặng núi. Khu vực này chỉ trở thành một phần của Trung Quốc sau cuộc xâm lăng của nhà Tần năm 316 trước Công Nguyên. Tuy nhiên, không có ghi chép chính thức về Tứ Xuyên trước khi nhà Tần kiểm soát khu vực này. Từ khoa học.tv, Độc Lạ TV tổng hợp và đưa tin. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV. Hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.